5 món ăn cấm để tủ lạnh kẻo sinh độc tố, ăn vào ung thư thọ non. Xin kính chào quý vị cô bác đã quay trở lại với kênh Truyền hình Sức Khỏe. Cô bác thân mến, tôi biết chắc chắn là trong suy nghĩ của nhiều người thì chiếc tủ lạnh có công dụng chính là đã làm mát và bảo quản thực phẩm, nên bất cứ thứ gì cũng có thể cho vào đó được. Tuy nhiên đây lại là những suy nghĩ vô cùng sai lầm, bởi theo các chuyên gia, có 5 món ăn tuyệt đối không được để trong tủ lạnh kẻo sinh ra độc tố, ăn vào ngộ độc thọ non. Dù là ai cũng nên biết để tránh mắc sai lầm cô bác nhé. Thứ nhất, thịt gà. Khi nghe đến nội dung này thì tôi biết chắc chắn sẽ là cô bác ngay lập tức phản đối, cho rằng nói linh tinh. Làm gì có chuyện đấy. Thịt gà ăn không hết, nhà tôi vẫn cho tủ lạnh, rồi hôm sau lấy ra ăn tiếp, mà có bị làm sao đâu. Thế chẳng lẽ bây giờ ăn mà còn thừa thì phải đổ hết đi. Cô bác có suy nghĩ như vậy không ạ? Nếu có thì hãy bình luận số 1 nhé. Vâng, thưa cô bác, việc cô bác bảo quản thịt gà trong tủ lạnh không có gì là sai. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ, nhiều gia đình cứ đem thịt gà để tủ lạnh, bữa sau đem ra hâm nóng. Ăn không hết lại cất tủ lạnh, hâm đi hâm lại nhiều lần. Đây chính là nguyên nhân khiến sức khỏe gặp vấn đề đấy ạ. Điều này được lý giải là bởi trong thịt gà chứa mật độ protein rất lớn. Việc đun nóng lại như vậy sẽ khiến các protein này thay đổi và biến chất. Nếu cùng lúc mà mọi người ăn quá nhiều hoặc ăn liên tục thì sẽ dễ bị tiêu chảy cấp, đầy bụng, chướng hơi, rất khó chịu. Ở một số trường hợp, các protein này có thể chuyển hóa thành chuỗi peptide độc hại, gây tổn thương gan và thận, thậm chí là cả ung thư. Đó là chưa kể đến, đối với những miếng thịt gà to, dày thì toàn bộ miếng thịt sẽ khó đạt được độ nóng đồng đều khi hâm lại. Trong khi một số chỗ đã nóng, thậm chí cháy, nhưng một số khu vực vẫn ở trạng thái nguội. Khi ăn vào, chúng ta sẽ rất dễ bị ngộ độc nhiễm khuẩn Salmonella, tác nhân hàng đầu khiến người dùng bị ngộ độc thực phẩm. Vậy nên tốt nhất là cô bác nên chế biến một lượng thịt gà vừa phải, đủ ăn thôi nhé. 2. Trứng gà. Tôi để ý thấy rằng do trứng gà là một thực phẩm rẻ tiền, dễ chế biến và thường xuyên sử dụng, nên người Việt Nam có thói quen mua với số lượng nhiều, khoảng chục quả trở lên, sau đó về cất ở tủ lạnh và dùng dần. Tuy nhiên cô bác có thể chưa biết, việc làm tưởng chừng như vô hại này, nếu tái diễn thường xuyên thì về lâu dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cô bác đó ạ. Nói đến đây thì nhiều cô bác sẽ hỏi chương trình là người ta thiết kế cái tủ lạnh có ngăn cạnh tủ để đựng trứng, chẳng nhẽ họ lại đang hại người dùng à? Thực ra nói hại thì không hẳn, nhưng cửa tủ lạnh được đánh giá là khu vực ấm nhất trong thiết bị này. Vì vậy trứng để ở đây sẽ bị thối nhanh hơn nhiều so với trứng để ở những vị trí khác. Đặc biệt trứng càng để quá lâu trong cánh cửa tủ lạnh thì càng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn Avidin, tác nhân gây ngộ độc cấp và viêm loét dạ dày. Riêng đối với người già, người có thể trạng yếu, thường xuyên ăn trứng gà nhiễm khuẩn Avidin còn dễ gây ra triệu chứng chán ăn, toàn thân yếu ớt, đau cơ, viêm da và rụng lông mày. Theo các chuyên gia, để bảo quản trứng được lâu, cô bác hãy dùng khăn mềm, ẩm, lau sạch trứng trước khi đưa vào bảo quản. Khi xếp, cô bác nên xếp trứng thẳng đứng, đầu to quay lên trên, đầu nhỏ xuống dưới. Và mặc dù tủ lạnh là nơi có nhiệt độ ổn định và bảo quản đồ ăn tốt nhất, nhưng thời gian cất giữ trứng lý tưởng cũng chỉ khoảng 3 tuần. Và nếu trứng đã được đưa ra khỏi tủ lạnh thì hãy sử dụng ngay trong vòng 2 giờ thôi cô bác nhé. Thứ 3, xôi cơm nếp. Xin hỏi cô bác mình ở đây, nếu nhà nấu xôi cơm nếp nhiều quá, ăn không hết thì sẽ bảo quản thế nào ạ? Tôi tin là hầu hết mọi người sẽ đưa vào tủ lạnh, hôm sau đem ra hâm nóng. Nhưng cô bác ạ,
Việc làm này sẽ khiến món ăn chẳng những kém phần thơm ngon mà còn làm cho cô bác ăn xong còn bị đầy bụng, khó chịu đấy ạ. Chẳng nói gì cơm sôi nếp, tất cả các món ăn làm từ gạo nếp đều không phù hợp để bảo quản trong tủ lạnh. Vì thành phần của gạo nếp chủ yếu là tinh bột, ở nhiệt độ thấp trong tủ lạnh, chúng sẽ chuyển hóa thành một hợp chất tên là arylamid. Đây chính là chất hóa học được sử dụng để làm nhựa, thuốc lá và xử lý nước thải. Nếu cơ thể hấp thụ quá nhiều chất này trong thời gian dài thì sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng đường máu, ung thư phổi và ung thư gan hết sức nguy hiểm. Vậy nên đối với cơm, xôi nếp thì tốt nhất là cô bác nên bảo quản ở nhiệt độ bình thường và sử dụng hết trong ngày cô bác nhé. Thứ tư, chuối. Cô bác mình ở đây có ai từng bảo quản chuối trong tủ lạnh không ạ? Nếu có thì hãy bình luận số 6 nhé. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, với giá trị dinh dưỡng cao cùng giá thành rẻ, chuối là một loại trái cây vàng được nhiều gia đình ưa chuộng. Đa số mọi người có thói quen đi chợ là mua theo cả nải về ăn dần. Ăn không hết thì cất chuối vào trong tủ lạnh để chúng không bị thâm đen và giữ được độ tươi ngon. Tuy nhiên dưới góc nhìn của các chuyên gia thì đây lại là một việc làm phản khoa học và vô cùng nguy hiểm. Đó là bởi vỏ chuối chứa rất nhiều chất phenolic và polyphenol acid. Khi ở nhiệt độ từ 1 đến 4 độ C của ngăn mát tủ lạnh, các chất này chuyển hóa thành melanin, làm cho vỏ chuối có màu đen, biến chất, thậm chí đông cứng và hư thối. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hương vị mà dưỡng chất bên trong của chuối cũng sẽ biến đổi tiêu cực, từ đó tác động nghiêm trọng đến hệ thần kinh của con người. Cụ thể là làm cho chúng ta bị lú lẫn, mất trí và động kinh. Không chỉ vậy, melamin còn tác động đến hoạt động của phổi, khiến chúng ta bị khó thở và suy hô hấp nặng. Vậy nên, cách tốt nhất là cô bác mua chuối vừa chín tới, cuống còn xanh, để ở bên ngoài và ăn dần từ những quả đã chín trước. Không bảo quản chuối chung với các loại trái cây và rau củ khác có thể dẫn đến việc làm chuối chín nhanh hơn, mau hỏng hơn. Thêm một lưu ý nữa là cô bác tuyệt đối không được ăn quá nhiều chuối nhé, vì chúng sở hữu hàm lượng rất cao magie và kali. Điều này có thể làm chúng ta bị đau đầu, chóng mặt và đột quỵ. Lời khuyên hữu ích nhất là chúng ta chỉ nên ăn khoảng 2 quả chuối mỗi ngày thôi, cô bác nhé. Thứ 5, tỏi. Từ lâu, tỏi đã là loại gia vị không thể thiếu trong căn bếp của người Việt để tạo nên hương thơm, vị ngon cho nhiều món ăn. Vì cần sử dụng thường xuyên nên đa số mọi người mua nhiều tỏi để về dùng dần. Thế nhưng do đặc điểm khí hậu nóng ẩm nhiều nên tỏi để lâu dễ bị mốc, ẩm, làm mọc mầm, thối hoặc teo khô lại, không thể sử dụng được nữa. Bởi vậy mà nhiều bà nội trợ có thói quen cho tỏi vào ngăn mát của tủ lạnh để bảo quản. Tuy nhiên theo các chuyên gia, đây lại là sai lầm cần phải loại bỏ ngay do chúng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Đó là bởi tinh dầu allicin trong tỏi có đặc tính rất nóng. Nếu cô bác đặt vào tủ lạnh thì sẽ vô tình làm chúng bị phá hủy cấu trúc, sản sinh ra hoạt chất cực độc có tên là antinomycin, khiến cơ thể bị tăng hàm lượng cholesterol. Đây chính là tác nhân khiến con người bị hàng loạt các bệnh lý nguy hiểm như tiểu đường, xơ vữa động mạch và nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, antinomycin còn tạo điều kiện sinh sôi và phát triển cho các tế bào ung thư trong cơ thể, làm chúng ta bị suy kiệt sức khỏe và có thể tử vong bất cứ lúc nào. Hiện nay trong dân gian vẫn còn lưu truyền một cách khá hay để bảo quản tỏi. Đây là cách vừa nhanh gọn, dễ dàng mà lại rất hiệu quả. Ai cũng có thể áp dụng ngay tại nhà cho túi tỏi của mình. Cô bác chỉ cần chuẩn bị khoảng một nắm muối hạt to cho vào chảo rang lên,
Tới khi vàng thì đổ ra, cho vào một miếng gạc sạch và buộc lại thành nắm. Bỏ tỏi vào túi bóng và cho nắm muối này vào cùng. Bóp hết không khí ra ngoài và buộc chặt lại, đặt ở nơi thoáng mát. Túi tỏi này có thể được bảo quản tới cả năm mà không bị lo biến chất. Cô bác thân mến, trên đây là năm thực phẩm đã được các chuyên gia nhắc không nên để tủ lạnh. Vậy nên cô bác cần ghi nhớ hết sức cẩn trọng trong khâu bảo quản để giữ nguyên vẹn được giá trị dinh dưỡng của chúng, đồng thời đảm bảo an toàn cho sức khỏe của gia đình nhé. Bên cạnh đó, trong quá trình sử dụng tủ lạnh thì cô bác cũng cần lưu ý tránh phạm phải một trong 6 sai lầm tai hại khi dùng tủ lạnh dưới đây. Sai lầm thứ nhất, để thực phẩm chưa được bọc kín vào tủ lạnh. Đây là một sai lầm vô cùng phổ biến và nếu cô bác nào đang mắc phải thì sau khi xem xong video này hãy mở tủ lạnh ra xem có gì chưa được bọc kín thì bọc lại ngay cô bác nhé. Bởi môi trường lạnh chính là điều kiện lý tưởng cho rất nhiều loại vi khuẩn trong thực phẩm sinh sôi nảy nở. Một trong số đó phải kể đến mycotoxin, loại vi khuẩn dạng nấm, có thể phát triển bào tử cực kỳ nhanh ở nhiệt độ từ 4 âm đến 6 độ C. Cơ thể con người nếu nhiễm số lượng lớn vi khuẩn này qua ăn uống hay hít phải có thể dẫn đến tình trạng dị ứng và các vấn đề về hô hấp với các triệu chứng như chảy nước mắt, khó thở, phát ban, viêm xoang và tắc mũi. Trường hợp nặng thì có thể bị ngộ độc, giãn đồng tử, hôn mê sâu và tử vong. Vì vậy, trước khi cho vào tủ lạnh, cô bác cần cho thực phẩm này vào trong hộp có nắp đậy kín hoặc màng bọc thực phẩm. Khi lấy ra, đun nóng lên và sử dụng hết phần thực phẩm đó. Ngoài ra, cô bác tuyệt đối không cho đồ ăn có mùi, độ mặn vào tủ lạnh mà không được đậy kín. Bởi vì nếu không được đậy kín, mùi đồ ăn gây ô nhiễm tủ, chất mặn bốc hơi được hút vào hệ thống giàn bay hơi, làm han rỉ quạt và giàn. Ngoài ra, đậy thức ăn giúp đồ ăn không bị khô và vẫn giữ nguyên được hương vị đó cô bác ạ. Sai lầm thứ hai, đặt thực phẩm chín và sống gần nhau. Khi làm về nội dung này, tôi nhớ lại ngay đến câu chuyện của bà ngoại tôi ở dưới quê. Vì nhà ở chỉ có ông và bà nên cái tủ lạnh cũng nhỏ. Mọi lần thì bà ngoại tôi chỉ để đồ ăn chín rồi hoa quả thôi. Nhưng lần đấy con cháu về chơi nên bà tôi đi chợ mua ít thịt bò để về luôn cùng chỗ. Tới khi ăn cơm xong thì cả nhà ai nấy cũng đều thấy đau bụng tiêu chảy. Bà tôi bị nặng nhất là kèm theo chóng mặt và nôn. Khi đi đến trạm y tế gần đó, các bác sĩ bảo đây là tác hại của việc gia đình để đồ sống, đồ chín lẫn nhau trong tủ lạnh. Từ sau đừng có dại mà để vậy nữa nhé. Rất nhiều các khảo sát đã cho thấy có tới 46% tủ lạnh của các gia đình có chứa các loại vi khuẩn nguy hiểm như Escherichia coli, Salmonella và Listeria. Đặc biệt là vi khuẩn Listeria, vi khuẩn thường được tìm thấy nhiều nhất trong thịt sống như thịt lợn, thịt bò, thịt gà. Khi ăn phải những thực phẩm chứa Listeria, con người có thể đối diện với các triệu chứng ngộ độc như nôn mửa, tiêu chảy, viêm màng não. Vì vậy tốt nhất là cô bác hãy luôn bảo quản đồ uống và đồ chín ở các ngăn riêng biệt trong tủ lạnh. Nếu muốn đặt cùng ngăn, hãy bọc màng kín, bọc thực phẩm hoặc đặt trong hộp có nắp đậy. Thêm một cảnh nữa cho cô bác đó là cô bác tuyệt đối không được để chai rượu trong tủ lạnh. Đặc biệt là để ở ngăn đông đá nhé. Bởi không gian giới hạn của tủ lạnh chính là điều kiện tốt nhất cho chúng phát nổ và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của cả gia đình đó ạ. Sai lầm thứ 3, đợi thực phẩm nguội hẳn rồi mới cho vào tủ lạnh. Nhiều người đã quen với việc chờ cho thức ăn nguội hẳn rồi mới để vào tủ lạnh vì sợ tủ bị hỏng. Tuy nhiên đây thực sự là một sai lầm. Sau khi được mang ra khỏi bếp,
thực phẩm sẽ giảm dần từ 100 độ C. Khi nhiệt độ thực phẩm xuống 60 độ C, vi khuẩn sẽ bắt đầu phát triển. Ở nhiệt độ 30-40 độ C, vi khuẩn sẽ sinh sôi mạnh mẽ. Nếu không được bảo quản kịp thời, thức ăn sẽ rất dễ bị hỏng, đồng thời chứa nhiều vi khuẩn gây hại. Người lo lắng rằng để thức ăn nóng vào tủ lạnh sẽ gây ra gánh nặng cho tủ lạnh. Nhưng so với khả năng nhiễm vi khuẩn cho thực phẩm thì gánh nặng này không đáng lo lắng. Cách làm đúng nhất là đợi nhiệt độ thức ăn xuống tầm 70-80 độ C. Bạn bọc kín thực phẩm bằng màng bọc thực phẩm hoặc hộp bảo quản. Như vậy có thể ngăn vi khuẩn xâm nhập, giúp thực phẩm không bị ôi thiêu và hư hỏng. Sai lầm thứ tư, không làm sạch tủ lạnh thường xuyên. Sau một thời gian dài sử dụng, các nguyên liệu và thực phẩm trong tủ lạnh sẽ sản sinh ra một lượng lớn vi khuẩn trong tủ lạnh. Nó gây mùi và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Theo tiến sĩ Li Jun từ khoa tiêu hóa Bệnh viện Trường Hải, Thượng Hải, mỗi tháng các gia đình nên vệ sinh tủ lạnh một lần, đặc biệt chú ý đến các đường răng cao su trong tủ lạnh để đảm bảo sự sạch sẽ của tủ lạnh. Sai lầm thứ 5, để quá nhiều thứ trong tủ lạnh. Do cuộc sống quá bận rộn, các bà nội trợ không có nhiều thời gian dành cho việc đi chợ, bếp núc nên thường mua rất nhiều đồ ăn về cất giữ trong tủ lạnh để dùng trong nhiều ngày. Thức ăn quá nhiều làm cản trở quá trình lưu thông không khí. Nhiệt độ bảo quản không đạt yêu cầu. Thức ăn để lâu ngày sẽ mất đi sự tươi ngon, suy giảm vi chất dinh dưỡng trầm trọng, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại xâm nhập. Đây là nguyên nhân gây nên các căn bệnh nguy hiểm cho sức khỏe con người. Bên cạnh đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm Hoa Kỳ FDA cũng cho biết không khí lạnh cần phải luân chuyển quanh thực phẩm nhằm giữ cho chúng được làm lạnh thích hợp. Do đó, chúng ta tuyệt đối không được nhồi nhét thực phẩm quá nhiều trong tủ lạnh, nhất là vào mùa hè. Hãy sắp xếp mọi thứ xen kẽ nhau và đặc biệt là phải thông thoáng ở vị trí hệ thống khí, vì như vậy sẽ làm cho hệ thống khí và lạnh lan tỏa đều khắp tủ lạnh, đảm bảo nhiệt độ không ảnh hưởng đến chất lượng bảo quản. Thêm một lưu ý nữa là đồ ăn trong tủ lạnh không được tích trữ quá lâu. Bởi đó chính là nguyên nhân gây mất an toàn, dễ gây ngộ độc. Hơn nữa còn bị hao hụt chất dưỡng. Các chuyên gia đều khuyến cáo mỗi gia đình nên dự trữ thực phẩm trong tủ lạnh không quá 5 ngày, kể cả các thực phẩm đông đá như các loại thịt, hải sản, các loại rau xanh và hoa quả chỉ nên lưu lại trong ngăn mát tủ lạnh từ 4 đến 5 ngày. Ngoài ra, cô bác nên vệ sinh tủ lạnh thường xuyên, tốt nhất cứ 2 đến 3 ngày một lần. Nếu để đồ ăn, nước từ thực phẩm chảy ra tủ lạnh thì cần lau sạch ngay. Sai lầm thứ 6, nhiệt độ không được kiểm soát đúng cách. Một trong những sai lầm thường gặp nữa là việc không kiểm soát nhiệt độ đúng cách, dẫn đến việc thực phẩm không được bảo quản tối ưu. Theo khuyến nghị từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland, việc điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong mùa hè nóng nực. Để đảm bảo thực phẩm luôn được bảo quản tốt nhất, cô bác nên cài đặt nhiệt độ tủ lạnh ở mức dưới 50 độ C. Điều này giúp thực phẩm tươi ngon và tránh tình trạng nở đông hoặc hỏng hóc. Nếu cô bác sở hữu tủ đông, hãy đảm bảo rằng nhiệt độ tủ đông được duy trì ở mức âm 18 độ C. Mức nhiệt độ này giúp bảo quản thực phẩm đông đá và ngăn ngừa việc chúng bị mất chất lượng trong mùa hè nóng bức. Việc kiểm soát nhiệt độ đúng cách không chỉ giúp thực phẩm luôn tươi ngon mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe cho bạn và gia đình trong mùa hè. Sai lầm thứ 7, để rượu và chất lỏng dễ cháy vào tủ lạnh. Nhiều gia đình khi mua nước ngọt, rượu, bia về thường để tủ lạnh cho mát rồi mới đem ra dùng. Nhưng việc cất giữ các đồ này có chứa chất dễ cháy bên trong. Sự cố cháy nổ rất dễ phát sinh nếu như tủ lạnh hoạt động trong quá trình sử dụng.
tủ lạnh có trục trặc tạo ra tia lửa. Lúc này các chất dễ cháy sẽ bắt lửa rất nhanh và gây ra hiện tượng cháy nổ lớn từ tủ lạnh. Do đó cô bác tuyệt đối không được giữ những chất có cồn dễ cháy nổ như rượu trắng, nồng độ cồn từ 30 đến 40 độ C hay các chất lỏng dễ cháy như xăng dầu, cồn. Trong tủ lạnh mà nên để ở nhiệt độ phòng, đặt ở những vị trí khô ráo, thông thoáng hoặc vị trí dành riêng cho chất đó ở nhà. Cô bác thân mến, và điều cuối cùng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh với cô bác đó là chế độ ăn uống lành mạnh và quá trình rèn luyện thể thao tích cực chính là chìa khóa quan trọng để chúng ta có một sức khỏe dẻo dai và tinh thần thoải mái. Tuy nhiên, để cuộc sống của chúng ta thực sự có ý nghĩa thì điều quan trọng nhất chúng ta cần làm đó vẫn là rèn luyện đạo đức, tu tâm dưỡng tính và làm cho tâm hồn mình tươi đẹp hơn. Bởi con người để hoàn thiện bản thân thì ngoài việc cố gắng học tập, ăn uống để cao lớn thì cũng cần cố gắng nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn cho mình. Vẻ đẹp tâm hồn là vẻ đẹp bên trong mỗi con người, là nhân cách, phẩm chất tốt đẹp, những đức tính quý báu bên trong con người. Nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn là việc mỗi người biết tự rèn luyện, trau dồi bản thân để trở thành một người tốt, có ích cho xã hội. Nếu trong xã hội ai cũng có ý thức rèn luyện bản thân, nuôi dưỡng tâm hồn thì xã hội này sẽ trở nên tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị cô bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.